Chào cả nhà, thì hôm nay mình dẫn cả nhà đi đi ăn gỏi cuốn cả nhà ơi. Ở đây có gỏi đu đủ luôn, gỏi tép. Hôm ngày giáp sáng mình đi ăn bún ăn cơm này kia ngán quá, bánh canh cũng ngán. Bữa nay đổi món nha cả nhà. Quán quán gỏi bên đó đó cả nhà. Ở đây là gần ủy ban phường tư, phường tư của thành phố Trà Vinh nha cả nhà. Đó, ủy ban phường tư ở đây. Còn ở đây thì còn mấy trăm mét nữa tới thành phố Trà Vinh cả nhà. Cái này là chị làm cho em rồi hả? Ok ok. Ở đây có hủ tiếu, gỏi tép luôn hả? Gỏi đu đủ luôn hả? Dạ dạ. Nhìn thấy hấp dẫn quá nè cả nhà. Ở đây mấy giờ mình bán chị? 1 giờ rưỡi ha. Bán tới 5 giờ hay 6 giờ? Bán hết thôi hả? Dạ dạ. Mời cả nhà. Bóc cho mới ngon. Rồi, hẹn mai cả nhà. Ba ngàn hả chị? Hôm nay là bì, hôm nay là tết. Ngon, ngon cả nhà ơi. Nước chấm ngon à. Cái này ngon là nhờ nước chấm không con? Con bán hay bán gì, bán nướng hả? Mua hả? Chủ đó, bà chủ đó.
chủ hả? Chị chủ đó đó. Có chủ hả? Có được có trà đường vô. Cho lấy trà đường đi. Ở đây là khu vực phòng tư không chị? Nói chuyện phòng tư phải không? Mình bán mấy cái món này ăn chắc chưa là đúng sách ha. Ai muốn ăn đổi một đủ khác là có luôn hả? Bữa nay ăn này đi mai mốt không? Mai mốt lại ăn miếng thịt tép. Thưa cô bán bánh mặn hả? Hàng đi là cái bánh mặn phải rồi. Dạ. Này gỏi da heo, gỏi bì quá. Đúng rồi. Dạ. Thấy con không?
Hai bà chồng thấy không? Thấy bóng rồi. Rồi thì mời cả nhà uống trà đường ha. Rồi tính tiền cho con đi cô. 5 gói cuốn về chợ đường có 20 cả nha. 20k. Qua dính đoạn thuốc phiên này làm kỷ niệm luôn đi. 20k cả nha. Anh chị em nào ở gần phường 4 ghé ủng hộ cô ha. Cô bán ở đây đối diện với ủy ban phường 4. Rồi, Hiệp xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà nhớ nhấn like và đăng ký xe để đón xem những video mới nhất ha. Rồi Hiệp xin nói lời chào.